Hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong cái clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chiêm ngưỡng về một cái con ác, mà đây là một con ác của một khách VIP của bên mình. Đấy. Đây là một cái ác mà của bạn có tên Facebook tên là Ly Huỳnh anh em ạ. Đấy thì đây là một khách hàng chung là khách hàng cực kỳ quen thuộc, thân thuộc với mình. Thì ngày hôm nay thì mình cũng có mượn nick của Ly Huỳnh để mình làm một cái clip mà để xem là Lưu Huỳnh có nói là nạp khoảng độ gần khoảng độ sát sản sản khoảng độ xấp xỉ 25 triệu tiền Việt Nam ấy, số coin ấy, số tiền nạp coin ấy. Thì trong cái con ác này thì nó sẽ có những cái gì, nó sẽ có những cầu thủ epic big time hay như nào đấy. Ở đây thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với huấn luyện viên trước nhá, về chuyên mục huấn luyện viên trước. Huấn luyện viên chúng ta nhìn thấy trên màn hình là Alonso rồi. Ở đây thì nếu mà huấn luyện viên bồn coi thì chỉ có thêm là Zico thôi anh em ạ. Đấy, Zico và Xabi Alonso thôi. Ở đây thì chắc là bạn người anh em có chắc là cũng không thích chơi kiểu là quyển sắt bóng lắm nên thành ra là chỉ mua Alonso thôi. Có Pep Guardiola phiên bản coi cũng không mua. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với những cầu thủ. Ở đây anh em có thể nhìn thấy là một đội hình full big time và show time luôn anh em ạ. Epic nữa. Đây là thẻ Araujo của thẻ big time này của Barca này. Anh em nhìn thấy này, Alonso là huấn luyện viên và ở đây cũng có Alonso đá cho thẻ Epic, đá cho Real Madrid luôn. Mùa giải 2013 2014. Thời điểm này thì Alonso vẫn đang đá cho Real Madrid. Mùa giải năm nay thì Alonso quá thành công anh em ạ. Khi mà trên cương vị huấn luyện viên thì anh em có thể thấy là Bayer Leverkusen đá quá khét luôn. Đấy, ở đây chúng ta có cái siêu tiền đạo này, Rummenigge này, Ribery này, Book AC Milan có Gullit rất ngon luôn anh em ạ. Ruud Gullit con quái vật này, David Beckham máy tạt. Đây khá máy tạt rồi anh em ạ. Kroos, Pisolis. Ui rồi. Này chỉ số này. Tạt chán luôn. Agnon nó cũng là một máy tạt. Khét lẹt luôn. Ở bên hậu vệ cánh trái chúng ta có Roberto Carlos này. Ao nói rồi này. Đây con hàng Albert Ferrer của Barcelona này. Thủ môn là Piszczek. Về sơ đồ dự bị chúng ta có thủ môn Peter, mà ở đây là ở đâu? Peter Schmeichel à? Khét luôn. Book MU. Cái vé này Kotakuna thì chắc là vé free rồi không nói đây. Đây chúng ta có hậu vệ Dyson. Ủa? Con hàng này lạ đấy. À, book của Arsenal anh em ạ, book Arsenal. Đá cho Arsenal năm 1990-1991. Chúng ta có sâu tham của thẻ Koulibaly. Tiếp đến là Deco này. Những con hàng cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Ronaldinho rô vẩu luôn. Đầy đủ hết anh em ạ. Figo này. Khét lẹt luôn nick này. Messi big time. Đủ luôn nhá. Ôi con hàng Messi này đá hơi bị nhiều trận luôn này. 403 trận anh em ạ. 162 bàn thắng và 132 kiến tạo. Ui dồi. Hiệu suất thẻ big time này. Khét luôn. Chúng ta có bên cạnh đó chúng ta có thêm là voi rừng Rogba này. Siêu tiền đạo Ruud van Nistelrooy và Andrei Shevchenko. Shevchenko chắc là cũng mới quay ra, mới đá có 5 trận. Đấy, đây là đội hình mà mình đang auto pick này. Đội hình đây là chỉ số cao nhất. Đấy, mình bấm vào đây là sẽ là chỉ số cao nhất là 3188 nhá. Đội hình mắc chỉ số luôn của người anh em Lê Huỳnh là 3188. Chúng ta sẽ cùng đến với những cầu thủ dự bị. Ở đây cũng như chúng ta cũng có Dennis tiền đạo Dennis Law này. Cùng với book của MU ấy. Jorginho là cùng book với AC Milan rồi. Đây những cái cầu thủ thẻ Blazerwick thì mình không nói đến nhá.
chúng ta chỉ nhìn những cái trẻ big time hoặc là epic thôi. Chúng ta có thêm thủ môn của Arsenal là Simen này, ở đây là Jack Wilshere, bên cạnh đó là hoàng tử Ariano, quá khét luôn anh em ạ. Con hàng ở đây, ui nghe tên lạ đấy, Gan à, mờ Gan à, chắc con hàng này cũng vừa quay ra ở cái book cùng với Shevchenko. Đây, ở đây chúng ta có thêm câu lạc bộ, full câu lạc bộ Arsenal luôn. Phiên bản đây, ở đây là có thẻ big time của Kai Havertz này. Ôi hó quá. Tiếp đến chúng ta có con hàng ở đây, Pizarro. Ui con hàng này người anh em còn không thèm nâng luôn. Con hàng này cùng với book của Ramiriger anh em ạ. Ở đây chúng ta có thêm là thẻ epic của book Nhật Bản, Nakamura. Ấy ra con hàng này ngon luôn anh em nhá. Con hàng này cực kỳ ngon luôn. Chiều cao 1m75 này, 37 tuổi. Thời điểm này là đang đá cho câu lạc bộ Kawasaki Fonte. Mùa giải 2017. Một lifestyle người nghĩ hết lối chơi, mình cũng khá thích cầu thủ này. Nakamura này. Mét ấy ra chỉ số đều đẹp phết anh em ạ. Khét đấy, được, khá kỹ thuật. Bên cạnh Nakamura là Abe. Con hàng này mình không biết luôn ạ, cũng ở cái thẻ, cũng ở trong cùng book với cả Nakamura luôn. Người anh em thì mình là mình hôm vừa rồi, nếu mà người anh em quay ra con ô hàng UN thì mình định mượn mình làm với con hàng UN anh em ạ. Nhưng mà người anh em lại không quay ra. Đấy, nhìn chung là anh em, người anh em này cũng khá đầu tư anh em ạ. Từ lúc nạp game bên mình là nạp cũng phải sấp xỉ khoảng độ hơn ngoài 20 triệu, 25 triệu tiền Việt Nam rồi. Đấy. Mới được cái đội hình full nick, đội hình nó nhiều cầu thủ epic như này anh em ạ. Và người anh em này thì nói chung là quay cũng khá là đen. Không biết vì sao luôn. Đấy, đây là con hàng Luis Garcia. Quay khá đen anh em ạ. Nhiều lúc cần phải full book thì mới ra hết. Thế mới đau đời. Luis Garcia, con hàng cũng khá là ngon. Đây chúng ta có con hàng gì đây? Zamorano à? Ui. Đá cho Real Madrid. Quốc tịch Chile à? À, con hàng Zamorano này được, biết rồi. Ngày xưa là cũng đá cho cả Inter Milan nữa. Tiếp đến bên sâu dưới này. Dưới này là, đây là những cầu thủ của đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Nhật Bản. Mấy con hàng này là vé free rồi, không nói đến. Epic, mấy con hàng epic mà của Đông Nam Á này là vé free rồi, không nói đến nhá. Ở đây chúng ta có Maradona phiên bản epic. Anh Bảy phiên bản showtime anh em ạ. Bên Ả Rập luôn. Ghét là lẹt luôn. 127 trận, 80 bàn và 51 kiến tạo. Ui dồi ôi, hiệu suất. Chúng ta có Kolo Kanté nữa. Ghét nha. Kanté nói chung là từ lúc mà sang Ả Rập là cũng chỉ số là cũng giảm đi nhiều rồi. Đá cũng, còn trước đá cho Chelsea đá hay lắm, cực kỳ khỏe luôn nhá. Neymar đây, nên Neymar phiên bản free rồi. Đây, ở đây chúng ta book Arsenal là full book luôn anh em ạ. Người anh em quay full book luôn. Nhìn chung là mình thấy là anh em này, người anh em này có vẻ là fan của Arsenal anh em ạ. Mình thấy hay săn những book của Arsenal lắm. Cái book Arsenal tuần vừa rồi vừa ra là cái book cũ rồi anh em ạ. Đây, người anh em mà quay từ trước rồi. Gilberto Silva này đá 197 trận, 10 bàn thắng và 15 kiến tạo. Book đấy thì mình thấy là con hàng Patrick Vieira là ngon nhất rồi. Ở đây tiền đạo này trông Stoichkov à. Tiền đạo của Bulgaria à.
1994. Chỉ số nhìn cũng ai là cửa lòng cao đấy. Nhìn chỉ số thì cũng có vẻ ok. Khá là kỹ thuật anh em ạ. Sút này, chọc khe, truyền đủ hết. Đây là, và đây là con hàng mà mình cũng khá là thích. Con hàng Kohler này. Con hàng này đánh đầu thì chán luôn, 2m02, 31 tuổi. Cho con hàng này vào mà để cho Beckham tạt nữa thì thôi, chấm hết. Cộng quốc tịch Cộng hòa Séc này. Playstyle là target man, thường thường là những con hàng mà cao to này chủ yếu là playstyle là target man thôi. Nhận thức tiền công 91 này, dứt điểm 92, đánh đầu 96. Ui giời ơi. Tiếp đến chúng ta có Guti. Ui giời, Guti cũng quá 451 trận rồi. Dennis Bergkamp cũng là book của Arsenal. Rồi. Đấy là con hàng epic cuối cùng. Đấy, nhìn chung đấy, đối với một cái con ác mà nạp khoảng độ tầm 25 triệu thì nó sẽ như này anh em ạ. Chúng ta có khoảng đôi 4 6 8 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 này, 24 25. Đếm xem là 25 nhá, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 này. 36 37 38. Nhìn chung nó khoảng tầm độ 45 con hàng epic big time anh em ạ. Đấy, cũng khá là sót ruột đấy. Bên cạnh đó thì chắc là cũng quay ra nhiều những con hàng highlight nữa. Nhưng mà chủ yếu là mình xem là những con hàng epic big time thôi. Nó cũng khoảng rơi vào tầm khoảng 45 50 con. Với 25 triệu thì mình chia trung bình ra thì nó rơi vào khoảng là 25. Ui dồi ôi. 200.000 một con à? À đâu? Anh em tính của mình phát 25 triệu mà được khoảng độ 50 con epic big time sâu tham. 50 con 25 giát đấy, nhìn chung là cũng đầu tư khá là nhiều. Ở đây thì thẻ nâng cấp cũng thử nhá, xem mà còn thẻ bao nhiêu thẻ nâng cấp. Thẻ nâng cấp mình nghĩ là chắc cũng có nhiều. Vì ông có nghề anh em này chắc cũng chỉ chủ yếu là toàn nâng cấp thẻ epic big time thôi, đúng không? Chứ còn những cái thẻ kiểu nhìn highlight hay là Blazewick có khi là chẳng có gì đáng. Ôi, thẻ rất ít anh em ạ, không có nhiều. Rồi, có lẽ là cái clip này mình cũng sẽ dừng lại tại đây thôi. Và ở cái clip sau, khi mà sẽ hôm sau thì anh em có quay ra nhiều con hàng nào ngon ngon big time nữa, mình sẽ mượn nick để mình review nha. Và bây giờ thì clip này mình xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.